Cái năm 2016 thì thật sự ra là khi đấy tôi đã dẫn Hải Phòng thì cái lượng Hải Phòng không thể bằng được như lượng của Việt Theo như bây giờ. Nếu mà năm mà chúng tôi dẫn Hải Phòng mà chúng tôi có cái lực lượng mà như thế này, tôi nghĩ Hà Nội sẽ rất là khó đuổi chúng tôi. Tại vì có thời điểm mà chúng tôi dẫn đội Hà Nội đến tận 11, 12 điểm. Những cái trận đấu tưởng chừng như chúng tôi có thể rất là dễ dàng vượt qua nhưng chúng tôi lại thất bại. Và cái điều đấy là cái điều rất đáng tiếc. Và tôi không muốn để cái điều đáng tiếc đấy nó xảy ra với đội Viettel ở cái mùa giải năm nay. Cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào khi mà Viettel đang đứng đầu bảng xếp hạng hơn đội Hà Nội 2 điểm và cũng chỉ còn mấy vòng đấu nữa thôi là kết thúc? Thì cảm xúc của tôi thật sự cũng rất là vui khi chúng tôi thắng đội Hà Tĩnh, chúng tôi lại coi như là lấy lại cái vị trí đầu bảng sau một ngày đội Hà Nội khi thắng đội Bình Dương tạm thời vượt qua đội Viettel. Lãnh đạo như anh em rất là vui khi chúng tôi vẫn coi như là giữ vững được cái ngôi đầu bảng những người qua 40 vòng đấu của cái giai đoạn 2 này. Và đến bây giờ thì nếu mà chúng ta tổng kết nho nhỏ thì đâu là những cái yếu tố mà tạo ra một cái thành công rất là thuyết phục của Viettel kể từ đầu mùa? Tôi nghĩ đấy là một cái tinh thần, với cái tinh thần thi đấu cũng như cái quyết tâm của các vận động viên thực hiện cái triết lý mà cái cách chơi mà ban luyện chúng tôi đề ra ngay từ khi đầu mùa giải. Là quan trọng nhất là chúng ta chơi thi đấu tuy là muốn rất là thi đấu đẹp, muốn cống hiến, nhưng quan trọng nhất là cái hiệu quả và cái thành tích của chúng ta đạt được. Trong những trận đấu gần đây, Viettel thường có những cái chiến thắng khiến cho người hâm mộ thót tim, toàn là 1-0 3 điểm cả. Cái điều đấy nó có phải là nằm trong kế hoạch của anh hay không, hay là chúng ta thực sự là đang có những cái chiến thắng rất là chật vật? Những cái quan trọng, cái mục tiêu của tôi xây dựng trong ở cái giai đoạn 2 này là mục tiêu là thi đấu bất kể đội bóng nào, là quan trọng nhất là chúng tôi không được để thủng lưới. Và chúng tôi phải tận dụng những cái sai sót và những cái sơ hở của đối phương, và chúng tôi phải có những cái bàn thắng để kết thúc trận đấu. Một điều cực kỳ nổi bật là Viettel luôn luôn có những sự thay người phải nói là rất là chính xác. Ví dụ như là Vũ Minh Tuấn thay vào đôi khi chỉ có 2 phút thôi cũng có thể ghi được bàn thắng. Rồi Trọng Đại vừa mới vào chạm bóng một phát là bóng đã gần như là liếm cột, sau đó là chỉ 10 phút sau là đã có bàn thắng duy nhất. Anh nói gì về những cái sự chuẩn bị của mình cũng như là cái hiệu quả từ những cái việc thay người của mình? Thì trước khi chúng tôi thi đấu cả những đội mà để chúng tôi chuẩn bị thi đấu thì thứ nhất là phải chuẩn bị được một cái đội hình để mình xuất phát, và thứ hai là tùy vào đối phương và những con người mà có thể giải quyết tình huống, và những con người đấy phải vào phải thực hiện được theo đúng cái yêu cầu của ban huấn luyện. Chẳng như nếu mà chọn như Minh Tuấn ở những trận đấu trước thì chúng tôi thay vào ở những cái thời điểm mà hầu như mọi người ít khi để ý đến Minh Tuấn, nhưng khi bây giờ Minh Tuấn lấy lại được cái phong độ, tôi để Minh Tuấn ở trong cái vị trí xuất phát thì các đối phương có thể cũng lại chưa thể biết được là những cái vị trí mà đội Viettel sẽ tung vào. Và trận vừa rồi khi đá với Hà Tĩnh, tôi nghĩ là Hà Tĩnh cũng khó thể nghĩ là chúng tôi sẽ tung Trọng Đại vào, thì họ vẫn đang nghĩ là Trọng Đại có như đang chấn thương mà khó để chơi đấu. Mà trong cái trận đấu vừa qua thì khi mà Trọng Đại nó hoàn toàn hồi phục ở những thời điểm quyết định, mà tôi cũng đã quyết định tung Trọng Đại, và Trọng Đại cũng dứt điểm và mang về 3 điểm rất là quý giá cho đội Viettel, và tôi nghĩ đấy là điều rất là xứng đáng. Thực sự là cái chấn thương của Trọng Đại là bạn ấy bình phục sớm hơn hay là do là anh chơi chiêu ạ? Bởi vì là với một cầu thủ mà anh vừa mới tuyên bố là đã không còn khả năng thi đấu ở V-League nữa, mùa này nữa, sau đấy thì lại quay trở lại và ghi một cái bàn thắng khiến cho đối thủ choáng váng. Thì thật ra thì đúng là Trọng Đại đã hồi phục từ trận đấu thi đấu với Bình Dương. Nhưng mà tôi chưa muốn để cho Trọng Đại như để vào thi đấu trong trận đấu Bình Dương. Tôi biết là cậu ta rất là muốn được vào sân ở trong cái trận đấu Bình Dương, nhưng mà tôi phải nghĩ, tôi phải để phải kìm nén cái cảm xúc và cái muốn khát khao ra sân của bạn ấy để tôi dành cho cái trận đấu vừa rồi. Trận đấu vừa rồi tôi cũng nói chuyện Trọng Đại nhiều, là ít nhất là hôm nay cũng phải chơi từ có như ít nhất phải một hiệp, nên phải chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng lúc nào mà được vào sân cái là phải thể hiện ngay, để không phải để tôi phải dặn dò nhiều nữa. Anh có thể kể cái quá trình mà anh cảm hóa và đưa Trọng Đại đúng trở lại với cái bệ phóng của một cầu thủ cực kỳ tiềm năng và tài năng của chúng ta? Thì đúng là khi tôi về dẫn dắt câu bộ Viettel thì cái thời gian đầu thì tôi cũng để ý đến Trọng Đại, bởi vì đây là một cái cầu thủ, cũng nghĩ là cầu thủ đây là rất là có cái khả năng chuyên môn rất là tốt. Nhưng mà tại sao mà trong cái thời điểm khi mà tôi về đây
tôi sinh hoạt, tôi thấy cậu ta ít khi có một cái sinh hoạt tập thể cùng với anh em, và hầu như là bữa cơm buổi chiều ít khi tôi thấy cậu ta ăn cơm. Và tôi cũng chưa hiểu nguyên nhân tại sao, tại vì hầu như là những bạn mà không muốn ăn cơm buổi chiều là phải báo cáo, tại vì chúng ta đã tập thể ăn cơm thì chúng ta đã vắng mặt thì chúng ta phải báo cáo. Cái thứ hai, có những buổi tối tôi chỉ lên phòng các bạn ấy chơi, tôi xem các bạn ấy ăn ở sinh hoạt ở trong phòng như nào. Tôi thấy ít khi thấy Trọng Đại ngủ tối ở trong đội, thì tôi phải tìm ra nguyên nhân là tại sao. Lúc đầu tiên tôi chỉ gặp gỡ, tôi chỉ nói là tại sao lại không ăn và không sinh hoạt ở đội mà không nói, và đưa thì mình phải thay đổi đi. Tôi chỉ nói cái đấy thôi, thì Trọng Đại cũng chỉ bảo là vâng. Thế thì tôi cũng xong cái thời gian đấy, tôi lại để ý một thời gian nữa, thì cậu ta có một thời gian thì cậu ta làm rất tốt, xong rồi bẵng đi một cái thì lại thấy cậu ta coi như là tập luyện và sinh hoạt vẫn như thế. Thì tôi mới gọi xuống phòng, tôi bảo thôi bây giờ chúng ta không, bây giờ không nói chuyện mà chúng ta là huấn luyện viên với cả vận viên nữa, chúng ta bây giờ nói chuyện như một người, chẳng hạn như một người anh hay một người chú, thì có cái gì thì bây giờ chúng ta nói chuyện, chúng ta trao đổi thẳng với nhau. Thì hiện đại thì cũng nói là thật sự ra là cháu cũng ít tuổi, mà bây giờ chú là huấn luyện viên thì có những cái mà cháu ngại, cháu không dám nói, có những cái mà tình cảm hay tâm tư mà cháu không dám nói. Thì tôi cũng cởi mở, có bảo bây giờ có những cái gì mấy nữa chúng ta ngại nói chuyện thẳng thắn với nhau, thì đấy, số điện thoại chúng ta đều biết, thì có cái gì thì nhắn tin, có gì trao đổi, có những cái gì khó khăn thì chúng ta cùng tháo gỡ. Và tôi cũng chỉ nói với Trọng Đại là bây giờ mình là con người có khả năng chuyên môn, trong tập luyện cháu rất là tốt, nhưng mà tại sao cháu chưa để cho cái niềm tin ở cho ban huấn luyện cũng như lãnh đạo để cho cháu vào thi đấu, thì bây giờ cháu phải suy nghĩ, cháu phải xem xét. Thì tôi cũng chỉ nói với thẳng với Đại là bây giờ nếu mà muốn chơi bóng đá thì giờ mình phải sinh hoạt và tập luyện làm như thế nào, chứng minh cho ban huấn luyện, ban lãnh đạo nhìn thấy, mà bây giờ chứng minh với chính là đồng đội của chúng ta đang ấy. Tại vì đồng đội người ta nhìn thấy mình như thế, họ cũng có vẻ người ta cũng phải chỉnh sao, điều đặc biệt mình là cầu thủ trẻ. Bây giờ cháu cứ suy nghĩ nếu mà muốn chơi bóng đá nữa thì thay đổi, còn nếu mà không khác thì chú khuyên cháu là nên tìm cái hướng khác để chọn lựa cho sự nghiệp cho mình tốt hơn. Tại vì mình là cầu thủ đấy, là mình đã chọn cái nghề của mình là cầu thủ, thì mình phải xác định là phải được ra sân và được thi đấu, phải được cống hiến. Chứ còn chúng ta không phải là ở đây để chúng ta có cho có đấy, tập luyện hết ngày xong về cũng chả làm gì, cũng chả suy nghĩ làm gì. Thì đúng là sau cái đợt đấy thì tôi nghĩ trong khoảng gần 2 tháng nay thì tôi thấy hầu như là Trọng Đại thay đổi hẳn. Vì vấn đề tập luyện hay cái gì không phải nhắc gì cả, người ta tự giác ra, khi đội nghỉ người ta tự giác người ta tập luyện. Hay những khi mà thi đấu xong các bạn cũng có thể là ở Hà Nội ăn uống, người ta lại quay trở lại với đội, người ta lên coi như ăn ở tập trung ngay cùng với đội, ngay cả trong cái buổi tối thi đấu đấy. Thì tôi nghĩ đấy là cái điều mà cậu ta chứng minh, muốn chứng minh cái khả năng của mình, thì bây giờ cậu ta sinh hoạt và tập luyện như thế thì có cơ hội thì mình phải trao cho người ta. Và khi đã trao cho cơ hội cho Đại thì Đại phải tự, Đại phải biết và nắm đấy, đừng có để tuột mất cái cơ hội đã đến với mình. Và một trong những cái mảng mà cũng rất là quan trọng, thậm chí là nó quyết định luôn cái thành bại của Viettel, đấy là làm sao dung hòa được ba cái khối cầu thủ của Viettel đào tạo, khối cầu thủ nội từ xứ Nghệ đến và các ngoại binh. Anh đã làm thế nào để anh đoàn kết những cái nhóm cầu thủ này trở thành một cái tập thể, để họ có được một cái sự tương trợ lẫn nhau, kể cả trong cuộc sống lẫn ở trên sân bóng? Thì đúng là cái điều này khi tôi mới về thì tôi cũng đã nhìn thấy cái vấn đề này, và đặc biệt là những cái trận đấu, những cái lượt đấu đầu tiên của mùa giải, tôi nhìn tại sao ra đội Viettel lại thi đấu lại chật chọc như này. Thì tôi thấy đúng là thành ba khối, thì một khối là coi như là các cầu thủ của Viettel đào tạo, một khối là các cầu thủ ở ngoài về thi đấu cho Viettel và các cầu thủ ngoại. Tôi có những cái buổi tôi gặp, tôi trao đổi với tất cả toàn đội, và bây giờ này, ở người đứng đầu đây là tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chuyên môn với cả ban lãnh đạo, và các bạn là người thực hiện vấn đề chuyên môn. Thì các bạn, thứ nhất bây giờ chúng ta hãy gạt bỏ hết tất cả đi, chúng ta hãy bỏ hết tất cả những cái mà chúng ta chưa thoải mái với nhau, bây giờ chúng ta hãy tập trung lại, chúng ta thành một mối, từ tôi đến các bạn chúng ta hãy trở thành một khối, chúng ta sinh hoạt như một, tập luyện như một gia đình. Và để làm cách nào để chúng ta tháo gỡ, sao tại sao chúng ta cứ mỗi một trận chúng ta hòa hay mỗi trận chúng ta thua, chúng ta lại nhìn ra, chúng ta lại cũng lại nói về cái này, chúng ta nói về cái kia. Thì tôi không muốn bây giờ những buổi ngồi nói chuyện hôm nay, và các bạn sẽ phải trao đổi, các bạn sẽ phải nói chuyện. Đây, tất cả chúng ta đang tập thể ngồi đây, chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau, chúng ta tháo gỡ hết tất cả những cái đấy đi. Và kể là về sau khi chúng ta thi đấu, mà kể cả chúng ta có
có thành công hay thất bại, hay là chúng ta thất bại, là chúng ta không được đổ lỗi cho một cá nhân nào cả, vì lỗi là lỗi của người, là tôi là người huấn luyện viên chứ không phải lỗi của cá nhân nào. Các bạn biết là tôi chưa bao giờ tôi đổ cho lỗi cho một cầu thủ nào trước khi thất bại của đội bóng, tại vì cái thất bại của đội bóng là thất bại thứ nhất là người huấn luyện viên chưa được chịu trách nhiệm, cái hai chúng ta thất bại chúng chứ không phải cá nhân nào thất bại cả, tại vì nếu là cá nhân thì khi vào sân thi đấu chả ai muốn sai sót cả. Tôi chỉ muốn các bạn là bây giờ chúng ta hãy nhìn về hướng của đội bóng và cái mục tiêu của chúng ta của mùa giải năm nay là chúng ta làm gì? Chúng ta phải thi đấu phải càng có được hạng cao càng tốt, và cái mục tiêu đấy chúng ta phải làm. Và khi chúng ta đã đạt được mục tiêu đấy rồi thì chúng ta càng phải giữ được cái mục tiêu đấy, để chúng ta không bao giờ để chúng ta khi kết thúc mùa giải này mà chúng ta lại phải ngồi để chúng ta lại tiếc rẻ. Trước những cái lời hiệu triệu về một cái tinh thần đoàn kết nội bộ như thế thì các cầu thủ đã nói với anh những điều như thế nào và họ đã thực hiện nó ra sao? Nhiều khi là các anh mới về hay là chưa tìm hiểu về cái cách sống hay cách sinh hoạt của nhau. Không phải người nào cũng phải cũng thích chơi người nào cả, nhưng quan trọng nhất đó các bạn đặt cái mục tiêu của tập thể lên. Đội bóng chúng tôi là ít khi thấy có chia nhóm này chia nhóm nọ đi chơi, đã đi cùng với nhau, đã coi như đi ăn sáng hay uống cà phê thì hầu như là cả đội đi. Đấy, kể cả các bạn cầu thủ nước ngoài, cái tôi cũng biết các bạn đi sang đây, các bạn cũng gặp rất là nhiều khó khăn về cái vấn đề sinh hoạt, cái giờ giấc hay cái ăn uống. Có những lúc buổi sáng mà đội tập, nhưng mà tôi biết là các bạn thì hầu như toàn thức đến giờ của đội tập thì các bạn mới ngủ, nên trong cái thời gian đấy thì tôi cũng nhiều khi tôi cũng muốn dung lượng cho các bạn để cho các bạn nghỉ cái buổi sáng, để dần dần các bạn quen lại cái múi giờ, hoặc đặc biệt là cái ăn uống để cho các bạn quen. Các bạn muốn ăn như thế nào thì mình phải yêu cầu chỗ phục vụ nhà chỗ nhà bếp phải để cho các bạn ăn uống như thế. Chưa ngủ được sớm thì cũng phải yêu cầu bác sĩ là cũng phải tìm năng nhân hàng có thể có cho bạn các bạn đi thuốc để các bạn có thể các bạn ngủ. Tôi biết là các bạn cũng rất là nhớ nhà, ngủ rất là muộn, nên tôi cũng nhiều khi tôi ở đây tôi ngủ rất muộn, tôi gặp các bạn tôi trao đổi nói chuyện với bà thôi bây giờ cái mùa giải nó cũng sắp kết thúc rồi đấy, thì chúng ta cùng nhau để chúng ta tập trung để chúng ta làm việc, thì sau giải thì các bạn có thể về thăm gia đình, thì cái thời gian quãng nghỉ của các bạn với gia đình thì tôi sẽ để ý cho các bạn có cái quãng thời gian gần gũi gia đình nhiều hơn so với cả các cầu thủ đang ở Việt Nam như này. Các vận động viên ở Việt Nam các bạn có thể chỉ nghỉ một tháng thôi, nhưng mà riêng với các bạn có thể cho các bạn thêm một tháng nữa là hai tháng. Thời gian vừa rồi thì phải nói là Viettel có rất là nhiều những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy chúng ta xúc động. Ví dụ Vũ Minh Tuấn sau khi ghi bàn vào lưới của Sài Gòn FC đã chạy về và thơm lên má của Quế Ngọc Hoài. Hay là khi kiếm được quả phạt đền thì Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đã ra ôm nhau, hay gần nhất là bàn thắng của Trọng Đại. Chúng ta nhìn thấy là cầu thủ Tây, cầu thủ ta, cầu thủ của Viettel đào tạo hay cầu thủ ở nơi khác về, họ hòa chung vào một cái niềm vui như thế. Với tư cách là một huấn luyện viên trưởng, cũng là người mà hàn gắn những cái mối quan hệ, anh nhìn thấy những hình ảnh như thế thì anh cảm nhận như thế nào ạ? Và đó có phải là một trong những yếu tố tạo ra sức mạnh tổng lực cho Viettel ở mùa này hay không? Tôi nghĩ những cái hình ảnh đấy là đúng, là theo là khi mà các bạn đã hiểu được cái triết lý của ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên đề ra cho các bạn. Cái quan trọng nhất là chúng ta đặt cái đoàn kết và thành một khối thống nhất lên. Bạn nào ghi bàn cũng có vấn đề rất là tốt, nhưng quan trọng nhất là đội chúng ta được có thành tốt, và khi có chiến thắng thì tất cả chúng ta cùng hưởng niềm vui cùng với nhau. Để cái đấy để chúng ta nghĩ đây là chúng ta là một gia đình, chúng ta là một đội bóng của quân đội, là chúng ta phải có đặt cái mục tiêu đoàn kết và tính kỷ luật lên đầu tiên. Thực ra thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có quá nhiều dấu ấn trong cái thành công của Viettel. Cái dấu ấn đầu tiên là chất lính, anh cũng là người mà đã từng vô địch cùng với Thế Công. Và Trọng Hoàng cũng như là rất nhiều anh em cầu thủ thì luôn luôn nhìn về huấn luyện viên trưởng như là cái hồn, cái cốt của Thế Công, và họ muốn là đi theo một cái tấm gương như vậy. Anh đánh giá như thế nào về những cái tình cảm mà các học trò dành cho mình cũng như là dành cho một thế hệ Thế Công cực kỳ hào hùng của quá khứ? Được một cái vinh dự mà của các học trò mà có một cái sự rất là nể trọng đối với mình là người huấn luyện viên, đấy là cái điều rất là đáng mừng. Vì thực ra được làm huấn luyện viên thì cũng như là một cái coi như là một cái hình ảnh của một đội bóng, trong tập luyện, trong sinh hoạt, ra sân là mình phải có một cái gương mẫu để cho các huấn luyện viên theo. Còn khi mà ở ngoài sân bóng thì tất cả đội bóng chúng ta hãy coi nhau như là anh em và gia đình, đã làm việc thì đã ra làm việc, và khi chúng ta chơi thì chúng ta ra chơi, và tất cả đã khi vào sân là chúng ta chỉ đến được mục tiêu là chúng ta phải chiến thắng. Và cái điều mà đấy tôi làm được cho các bạn ấy là khi nào tôi ra sân tôi phải khát khao và có chiến thắng, và các bạn cứ nhìn vào như thế và các bạn thể hiện ở trên sân bóng, và dù có kết quả nó có như thế nào, nhưng quan trọng là khi chúng ta bước vào sân và chúng ta phải có cái khát khao chiến thắng. Và cái sự có mặt của anh ở đội Viettel nó cũng bổ sung một cái chất lính cho một đội bóng lính.
Cái điều này nó quan trọng như thế nào với cái tinh thần chiến binh của các cầu thủ Viettel? Đấy là cái điều mà các cầu thủ trẻ của Viettel cũng đã thấm nhuần khi ở đấy. Còn các bạn như Trọng Hoàng hay là Hải, Công Hải hay Tuấn hay là Khắc Ngọc hay là Nguyên Mạnh, khi về đây thì các bạn cũng đã thấm nhuần được cái trách nhiệm của các bạn ấy đối với đội bóng, và đặc biệt đây là đội bóng quân đội, là đại diện hình ảnh cho đội bóng quân đội của cả nước, nên các bạn cũng tự thể hiện được cái coi như là cái cá nhân của các bạn ấy. Các bạn hãy, bây giờ các bạn về đây các bạn hãy nghĩ các bạn như là một người lính, và trách nhiệm của một người lính là các bạn phải thể hiện được cái khát khao. Viettel có được vị trí đầu bảng trong thời điểm này, anh có cảm nhận đấy là một bất ngờ hay không, và điều anh mong muốn ở Viettel cho phần còn lại của mùa giải là gì? Chưa kết thúc cái lượt đi thì chúng tôi cũng đã đặt cái mục tiêu là cố gắng ở trong cái top 5. Nhưng mà do các đội bóng chẳng hạn như Hà Nội hay Quảng Ninh hay một số đội bóng khác thì họ thi đấu có những lúc mà họ chưa được vào được cái form, thì tôi cũng đã dặn với cả các thủ là chúng ta phải có cái cơ hội này, chúng ta phải càng có thứ hạng cao càng tốt. Và khi lúc đấy đội Sài Gòn họ thi đấu rất hay, thì chúng tôi cái mục tiêu đầu tiên là chúng tôi phải nói là không được để cho đội Sài Gòn họ bỏ cách chúng ta quá xa. Nếu mà họ bỏ cách chúng ta quá xa, mà khi chúng ta mà bước vào cái giai đoạn quyết liệt của 7 cái lượt đấu tiếp theo mà đội nào thì để bỏ cách khoảng cách quá xa thì hầu như sẽ khó được có được cái để được thứ hạng cao. Nên tôi yêu cầu các bạn ý là khi đã vào tập trung thi đấu và phải thi đấu cho một quyết tâm đạt được cái mục tiêu của chúng ta, và chúng ta sẽ không được để cho đối phương bỏ khoảng cách quá xa. Chúng ta chuẩn bị đến một cái trận đấu rất là quan trọng, người ta hay gọi đây là trận chung kết của mùa giải năm nay, Viettel gặp Hà Nội. Anh đánh giá tương quan lực lượng như thế nào của hai đội, và thậm chí là anh có cái sự chuẩn bị nó khác biệt như thế nào cho cái trận đấu Hà Nội so với những trận đấu trước đó? Mọi người cứ nói là trận chung kết thì tôi nghĩ không đúng. Tại vì bây giờ đến cái giai đoạn còn có 3 vòng đấu nữa mà đội Viettel, đội Hà Nội, đội Sài Gòn và đội Quảng Ninh là 4 đội sẽ gặp nhau vòng tròn với nhau trong 3 lượt cuối. Mà đặc biệt là cái điểm số nó vẫn đang là rất là xích sao, chỉ cần một đội nào có một chiến thắng thì nó sẽ lại thay đổi lại cái cục diện hay là cái vị trí nó rất là khác nhau. Chúng tôi gặp nhau quá nhiều rồi. Thì nếu mà để bảo phân tích về cái điểm yếu thì tôi nghĩ đội Hà Nội khó có điểm yếu. Tại vì đây là một đội bóng đồng đều, họ thi đấu với nhau coi như là rất là nhuần nhuyễn rồi. Chỉ cần coi như các cầu thủ tự di chuyển đến đâu và những cầu thủ có bóng đã sẽ biết chuyển ở đâu rồi. Bây giờ chỉ có ngồi để phân tích lại những trận đấu mà mình đã gặp Hà Nội. 2 bàn thua trong trận đấu chung kết, trong trận đấu chung kết quốc gia và chúng ta thua. Và khi vừa rồi khi Bình Dương đá với Hà Nội, họ ấn định bàn thắng 2-1 cũng y hệt, Quang Hải cũng là y hệt như là khi mà cũng bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận chung kết quốc gia, và họ làm cái điều này rất là tốt. Và cái điều này là chúng tôi sẽ phải khắc chế được cái tình huống mà để không để xảy ra trong trận đấu sắp tới nữa. Có lẽ là vào thời điểm này thì hỏi ai cũng sẽ nói về Quang Hải khi mà đề cập đến Hà Nội. Cá nhân anh thì đánh giá Quang Hải ở mức như thế nào nếu mà so sánh với những cầu thủ ở Việt Nam bây giờ? Lúc mà Quang Hải mà đang bị mất phong độ, tôi thấy dư luận cũng đang nói tại sao là Hải như mất phong độ mà cậu ta không ghi bàn ở giải vô địch quốc gia. Thì tôi lúc nào tôi cũng đánh giá cao Quang Hải. Tại vì từ khi mà lúc mà tôi còn ở làm ở Hải Phòng, tôi coi như đây, tôi nghĩ đây là một cầu thủ khác biệt của bóng đá hiện nay Việt Nam hiện tại vào thời điểm bây giờ. Một cầu thủ có thể xoay đổi cục diện của một trận đấu. Thật sự ra nếu mà nói thì đúng là đây là cổ hiếm của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ để mà tìm, để khắc chế ở thời điểm này, tôi nghĩ đây là một cái điều hoàn toàn khó khăn với hầu như là tất cả các đội bóng, chứ không riêng gì Viettel. Anh có thấy khó khăn cho mình trong cái việc mà lập ra một cái kế hoạch, một cái phương án, một cái giải pháp để hóa giải cầu thủ Quang Hải trong cái trận đấu rất là quan trọng giữa mình với Hà Nội FC? Tôi thì có thể tôi tìm ra, nhưng mà thật sự ra một cách mình nghĩ ở ngoài nó khác hẳn với trong trận đấu. Tại vì trong trận đấu một cái nó xảy ra một cái nó là tích tắc, nó không giống như cái ý của mình muốn. Bóng đá nó một cái môn thể thao là thật sự là nó rất là khó lường. Ai học đấu pháp cũng muốn nói về thế này, cũng muốn nói về thế kia, nhưng mà trong trận đấu thì hầu như nó ít khi nó xảy ra theo đúng được cái ý của mình, trừ những cái tình huống mà nó cứ lặp đi lặp lại thì mình có thể mình làm được và có thể mình hóa giải được. Nhưng mà có những tình huống mà mình nói như tôi khi đi học mà người ta nói là cái trường có gọi một cái huấn luyện viên, người ta có cái trường hợp ngoại suy đấy. Bây giờ chỉ nói một cái đơn giản nhất là cái trường hợp chẳng hạn như mà cái năm 2008 cái cú đánh đầu của Công Vinh, thì thật sự bây giờ mà để bảo Công Vinh
Bây giờ cứ đứng, tất cả mọi người cứ đứng bóng ở đấy để tung cho Vinh đánh đầu, tôi nghĩ chắc Vinh không thể nào đánh đầu được. Đấy, người ta nó là một trường hợp đặc biệt, ngoại si và Quang Hải đang thực hiện được những cái tình huống như thế. Ngoài Quang Hải ra thì câu lạc bộ Hà Nội còn có rất nhiều những cái điểm nổ phải nói là cũng rất là đáng để lưu ý. Đâu là người mà anh quan tâm thứ hai sau Quang Hải? Trường hợp của Moses, đây một hầu như đây là một cái vị trí, là một cái vị trí rất là quan trọng, tôi nghĩ là quan trọng của Hà Nội đang thời điểm. Đây là một cầu nối của tấn công và phòng ngự. Khi phòng ngự thì hầu như là cậu ta sẽ là người đánh chặn và giải coi như gây cái bớt cái áp lực cho cái hàng phòng ngự. Cái thứ hai là khi mà tấn công thì hầu như cậu ta sẽ là cái người phụ trách ở phía đằng sau để cho các thủ tấn công của Hà Nội có thể thoải mái và tấn công, không phải lo nghĩ về vấn đề khi mà phòng ngự. Đây là cái cầu thủ tôi nghĩ đây là một cầu thủ rất cũng rất là quan trọng của Hà Nội. Anh đánh giá thế nào về Văn Quyết? Thực sự là Văn Quyết bây giờ đang chơi cực kỳ hay và đóng một vai trò cực kỳ quan trọng cả về tinh thần lẫn về lối chơi cho câu lạc bộ Hà Nội, đặc biệt là ở những trận đấu lớn, những giây phút khó khăn. Đúng, Văn Quyết cũng là một cầu thủ, tôi nghĩ đây cũng là một cầu thủ rất là nguy hiểm của đội Hà Nội. Không những là cái người động viên cái tinh thần của anh em thi đấu ở trên sân. Thật sự ra đây là một cầu thủ, nếu mà nói về cái khống chế bóng, mà khi mà bóng người ta gọi là bước một ấy, khi mà Quyết khống chế một cái điểm bóng mà đồng đội truyền đến cho mình, cái quả khống chế bóng đầu tiên của Văn Quyết là cũng có thể là loại ngay được hậu vệ rồi, chứ không phải là kiểm soát quả bóng. Đây là một cái điều mà cầu thủ Việt Nam hiện bây giờ cũng rất là khó tìm được người như Văn Quyết, là cái trường hợp bóng mà khi bóng đến với cả Văn Quyết, cái quả khống chế bóng đầu tiên của Văn Quyết là có thể loại được ngay hậu vệ, chứ không phải là kiểm soát quả bóng. Là cái điều này là cái điều rất là lợi cho Hà Nội, là khi bao giờ Quyết khống chế bóng, bao giờ Quyết hướng bóng phía lên trên và để tổ chức tấn công ngay. Chúng tôi cũng phải hết sức về cẩn thận với cả Văn Quyết trong trận đấu sắp tới. Viettel không có lợi trong cái thành tích đối đầu. Điều này nó có ảnh hưởng gì đến sự tự tin của anh không ạ? Thì đúng là đội Viettel chúng tôi khi mà đối đầu với cả đội Hà Nội thì hầu như là không có được cái kết quả thuận lợi. Nhưng mà tôi nghĩ là có những cái tôi sẽ phải truyền đạt cho các vận động viên là khi chúng ta chuẩn bị cho trận đấu này, chúng ta sẽ phải làm gì và chúng ta sẽ phải thực hiện những cái gì để chúng ta có được cái kết quả như chúng ta mong muốn, hạn chế tất cả những cái sai sót tối đa của từng cá nhân cũng như là tập thể của chúng ta để chúng ta chuẩn bị cho trận đấu. Năm 2016 khi anh dẫn dắt Hải Phòng cũng đã có một cái thất bại đối với đội Hà Nội trong cuộc đua vô địch, mà đến bây giờ người ta vẫn coi đấy là một sự kịch tính rất là lớn. Anh có cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến anh hay không, và cái tâm trạng của anh trước trận đấu này? Với nhiều người thì khi mà mình đã có một thất bại như thế thì cái quyết tâm nó sẽ cao hơn hẳn, động lực cao hơn hẳn để có thể đòi lại cả vốn lẫn lời. Cái năm 2016 thì thật sự ra là khi đấy tôi đã dẫn Hải Phòng thì cái lượng Hải Phòng không thể bằng được như lượng của Viettel như bây giờ. Nếu mà năm mà chúng tôi dẫn Hải Phòng mà chúng tôi có cái lực lượng mà như thế này, tôi nghĩ Hà Nội sẽ rất là khó đuổi chúng tôi. Tại vì có thời điểm mà chúng tôi dẫn đội Hà Nội đến tận 11, 12 điểm. Nhưng mà sau đấy thì vì thứ nhất là về cái vấn đề mà của chấn thương hay thẻ phạt, con người thay thế rất là khó, hay có thể phong độ mà càng đi đến cái lúc mà giai đoạn quyết định thì hầu như là đội Hải Phòng chưa có được những cái con người mà có tầm để bản lĩnh để có như dìu dắt, và chúng tôi cứ đánh dầu như chúng tôi dần dần chúng tôi bị Hà Nội đuổi bám và đánh mất những cái trận đấu tưởng chừng như chúng tôi có thể rất là dễ dàng vượt qua, nhưng chúng tôi lại thất bại. Là cái điều đấy là cái điều rất đáng tiếc, và tôi không muốn để cái điều đáng tiếc đấy nó xảy ra với đội Viettel ở cái mùa giải năm nay, khi chúng tôi cũng đang có được cái lợi thế rất là nhiều, và cái nung nấu của không phải riêng của cá nhân tôi mà tất cả những thành viên ở đội bóng, chúng ta phải chứng minh như thế nào cho người hâm mộ biết đội bóng của chúng ta là đội bóng như thế nào đây, và các bạn hãy thực hiện theo hết cái khả năng của các bạn đang có và có thể hơn cái khả năng của các bạn đấy, để chúng ta sẽ phải làm ở trong cái mùa giải năm nay. Trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các cổ động viên của Thể Công đã giăng một cái băng rôn cơn lốc đỏ Thể Công vô địch. Cái điều đấy nó mang lại cho anh sự hưng phấn như thế nào, và nó mang lại cho anh kể cả những cái chút suy tư ra sao? Trong trận đấu vừa rồi thì tôi nhìn cái băng rôn đấy, chúng tôi đặc biệt là tôi cảm giác rất là xúc động, vì đây là như là một cái lời mà những người hâm mộ cổ động viên đang hy vọng vào đội bóng của chúng tôi hiện tại thời điểm bây giờ để làm sao lấy lại được cái hình ảnh cũng như là cái ánh hào quang của đội Thể Công ở những năm trước, của các thế hệ các cha chú và các anh đã đi trước và để lại những thành tích rất là đáng tự hào. Và đấy là cái điều mà cổ động viên muốn nhắc nhở
với cả các thế hệ của chúng tôi cũng như là các em bây giờ là làm sao chúng ta sẽ phải lấy lại hình ảnh của đội bóng thành công hào hùng năm xưa. Muốn gửi đến những cổ động viên đã yêu quý đội bóng thành công và đặc biệt là những người mà yêu đội bóng Viettel ở thời điểm hiện tại, là mọi người hãy tin tưởng ở đội bóng chúng tôi ở cái mùa giải năm nay, không những mùa giải năm nay mà tất cả những mùa giải năm sau, chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại những cái ánh hào hùng, cái những cái vinh quang như các thế hệ cha chú và các anh trước đã đi, và chúng tôi sẽ phải tiếp bước và nối gót để làm sao đưa đội bóng thành công trở lại với vị thế đầu tiên của bóng đá nước nhà trong những thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị và các bạn, là tôi đang có mặt ở trên sân Hàng Đẫy để chuẩn bị xem trận đấu giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và như quý vị nhìn thấy ngay sau lưng tôi đây, thể công 1954, cơn lốc đỏ thể công vô địch. Và có lẽ là từ rất lâu rồi thì các cổ động viên của thể công trước đây và Viettel bây giờ mới mạnh dạn, mới quyết đoán và mới tự hào để chăng những cái khẩu ngữ như thế này. Và đây cũng là một lời công khai để khẳng định tham vọng của họ. Thể công năm nay sẽ cố gắng trở lại bằng cái chức vô địch của Viettel. Bây giờ chúng ta hãy cùng lên khán đài để xem các cổ động viên của Viettel suy nghĩ gì về đội bóng con cưng của họ, về cái tên thể công và với cái cơ hội để giành chức vô địch năm nay. Thì em thấy ở đây có một cái băng rôn thể công 1954 và cơn lốc đỏ thể công vô địch. Cái thông điệp đấy có ý nghĩa như nào với các chị ạ? 1954 tức là cái năm mà thành lập của thể công. Còn thể công vô địch tức là thể công năm nay cũng quyết tâm là vô địch. Năm nay thì Viettel đang có một cái cơ hội rất là lớn để giành chức vô địch, thì cái cảm xúc của người hâm mộ bóng đá thể công nó khác gì so với những mùa trước ạ? Nó khác bởi vì là năm nay là thể công là đứng thứ nhì rất là từ lâu rồi. Thế mà vừa rồi lại lên đứng đầu bảng. Thế cho nên là thể công với cả tất cả mọi người hâm mộ là cũng hy vọng là thể công cố gắng. Trong suốt thời gian vừa rồi, các cổ động viên thể công có khi nào mà mất niềm tin vào đội bóng của mình hay không? Nói về mất niềm tin thì riêng người hâm mộ và cổ động viên và những cổ động viên chân chính không bao giờ mất niềm tin đối với thể công cả. Chưa bao giờ mất. Nếu mà mất thì người ta không theo từ những cái năm hạng nhất đâu. Thế cho nên là không bao giờ người ta mất niềm tin cả. Vẫn cứ theo và vẫn cứ tin tưởng vào câu lạc bộ của thể công. Điều chị mơ ước lớn nhất cho Viettel bây giờ là gì ạ? Mơ ước lớn nhất tất cả, không những đối với mình tôi và đối với tất cả những cổ động viên, khán giả, tất cả những người yêu thể công của mọi miền đất nước, thì đều là mong muốn thể công là vô địch. Thưa quý vị và các bạn, là khi Minh Hải còn là một cậu bé đi xem thể công thì một trong những cái điểm thu hút nhất Minh Hải chính là dàn kèn. Và vẫn còn nhớ như in những bài như là Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân, Bác Vẫn Cùng Chú Cháu Hành Quân. Đấy là những cái khúc nhạc đấy thực sự là nó đã ăn sâu vào tiềm thức của các cổ động viên từ khi còn bé và đến bây giờ đã lớn rồi. Các anh là những người kế tục mùa giải năm nay. Cái tiếng nhạc của các anh nó rộn rã hơn, có vẻ như nó vui vẻ hơn, nó lạc quan hơn. Và đối với các anh thì điều gì nó đã tạo ra cái sự khác biệt đó? Thì nó thật là như anh em tôi là đều là người lính hết, người lính cả. Thì là từ trước giờ là như anh đã nói vừa đấy, thì là nó cơn lốc đỏ thì là xuất phát điểm là cũng là từ những người lính ra. Đấy, nhưng mà do quá trình luân chuyển nó riết thế thì là bây giờ là chuyển thành câu lạc bộ của Viettel. Nhưng mà anh em tôi vẫn gọi là cứ trận nào của Viettel ở sân Hàng Đẫy thì anh em đều
mang kèn mang trống đến và cổ vũ cho Viettel, cũng như kiểu là lấy lại cái tinh thần cơn đốc đỏ ngày xưa của đội tuyển Thế Công ngày xưa đấy. Thực sự thì năm nay Mi Hải cảm nhận là cái tiếng nhạc của anh nó vui hơn, nó rộn rã hơn. Và điều gì nó tạo ra cái đấy, có phải là thành tích tốt của Viettel hay không? Vâng, cái thành tích thì nó cũng là chỉ là một phần thôi. Nhưng quan trọng là anh em vẫn giữ được cái màu cờ sắc áo của ngày xưa. Đấy, nên là làm cho anh em càng khí thế hơn thôi. Xin hỏi anh là cái điều lớn lao nhất anh mơ ước cho đội Viettel và Thế Công bây giờ là gì? Cố gắng vẫn phát huy cái phong độ như này và càng ngày càng phát huy và để tiến sâu hơn vào các vòng. Cố gắng làm sao mà quay lại được cái thời cơn đốc đỏ và lấy tên lại Thế Công ngày xưa.